Sáng ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam long trọng tổ chức lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và 25 năm ngày Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này. Ngay từ sáng sớm, đội danh dự đã có mặt tại trụ sở Bộ Ngoại giao để chuẩn bị cho lễ thượng cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Mặc dù trời mưa và do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng các đại biểu, đại diện các bộ ban ngành liên quan, đại sứ, đại diện các nước ASEAN và đối tác của ASEAN tại Hà Nội, các phóng viên, nhiều cơ quan báo chí đến dự từ rất sớm. Đúng 8 giờ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì buổi lễ với sự chứng kiến của quan khách Việt Nam và quốc tế. Thành viên đội danh dự trang trọng đưa cờ ASEAN tiến về phía cột cờ để thực hiện nghi thức thượng cờ. Quân nhạc cùng lúc phát lên. Ngay sau đó, lá cờ ASEAN được các thành viên đội danh dự gắn lên cột cờ, kéo lên trước sự chứng kiến của quan khách là đại diện các nước thành viên thuộc Hiệp hội. Khoảnh khắc lá cờ ASEAN dần được kéo lên và tung bay. Lễ thượng cờ hàng năm vào dịp ngày kỷ niệm thành lập ASEAN đã trở thành thông lệ đáng tự hào của các nước thành viên ASEAN nhằm thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác của ASEAN. Dưới mái nhà chung là cộng đồng ASEAN vì hòa bình và thịnh vượng chung ở khu vực. Lá cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ Việt Nam. Cờ ASEAN mang 4 màu, xanh, đỏ, trắng và vàng, với biểu tượng bó 10 thân lá cây lúa ở giữa, thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, thống nhất giữa các nước thành viên và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của cả khối. Phát biểu tại lễ thượng cờ ASEAN,